Hi, xin chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng ngắm các chú cá beta đang có tại shop nha. Đây, mình sẽ quay sơ lược các bé để các bạn nhìn. Cá beta là dòng cá sim, cá phướng, có nhiều loại lắm nha các bạn, và đủ màu sắc. Mỗi bé nó sẽ có một vẻ đẹp riêng. Đấy. Sẽ đến từng bé nói đây. Hai cái bé ở cái hàng đầu tiên này thì được gọi là cá phướng, ở ngoài chợ thì có thể bán đầy nhưng mà cũng tùy màu sắc, nó cũng đẹp, giá tiền thì từ khoảng 20, 30, 50 trở lên, nhiều giá lắm các bạn, vui do mắt người nhìn đây. Các bạn thì thấy mấy bé này bay dài nhìn rất là hấp dẫn à. Như những tấm đầm xòe vậy đó. Wow, rất đẹp nha các bạn. Qua đã. Chúng ta sẽ đến tiếp mấy dòng cá đá nè. Cái vây của nó sẽ ngắn hơn nhiều. Wow, bé này đang sung. Cá đẹp nhất thật khi cá đá nó đang sung nha các bạn. Đấy. Quá xa đẹp. Mình xem sẽ bỏ tầm hàng giờ để mình ngồi ngắm cá thôi nha các bạn. Đây là một cách việc thời gian đỡ chán khi ở nhà trong mùa dịch corona nha các bạn. Hai chú cá bên này thì quá sát sông rồi. Đấy. Đá với nhau rất là sung các bạn. Vô cùng đẹp. Quay nghiêng nghiêng vậy để được ngắm các bé. Các bạn cứ thay nước sạch rồi để cho tụi nó kè nhau đá với nhau nha các bạn. Thì các bạn có ý một điều là nước đây rất là đẹp không các bạn? Đó là nhờ Saka nha các bạn. Chúng ta không còn phải mất thời gian nhiều như là phải ngâm lá bàn, trữ nước qua đêm nữa. Chúng ta có thể xài Saka. Một chai đó tỷ lệ là 1:25 nha các bạn. Đấy. Các bạn khi có cần mua một chai. Vậy là pha ra được cái nước này rất là đẹp. Còn nhiều gì cá tại shop nữa. Đây. Bên này là cái chú cá vây dài nè. Em thấy màu đồng đi chung với vây đỏ. Chất lượng nước là tuyệt vời. Bên này là vây rua nha các bạn. Đấy, nó cứ tu tu như vậy. Giờ quá nhiều cá nên không thể đổ hết đồ kính được. Bạn có thể nhìn sơ từ trên xuống. Đấy. Rất là đẹp cái kiểu bay này. Một chú xanh đánh đồng nữa nha các bạn. Đấy. Các bạn ở nhà có thể nuôi từng hũ ly cũng được, hũ nhựa như hũ xốp cũng được. Đủ loại hết. Wow, màu vàng. Vô cùng đẹp nha các bạn. Wow, những mảng màu vô cùng tươi tắn. Và đặc biệt là khi mua một chú cá sẽ được tặng kèm một chai nước Saka nha các bạn, đã pha nha các bạn.
Các bạn nào thích chơi cá beta thì liên hệ với shop, có đường link kênh Facebook Zalo bên dưới nha. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube của Ubet Shop nha các bạn. Quá xa đẹp. Và nhớ mua Saka ủng hộ.